ra đây mua quay hấp sinh việt đang trên một cái con đường là mòn đường mòn Hồ Chí Minh nha, hướng từ Ngọc Hồi của Cơm Tôm đó đi về Đà Nẵng, cự ly là 230 km. Hiện tại đây là đường mòn Hồ Chí Minh. Dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh là nó có những con suối như thế này, rất là đẹp, rất là đẹp nha. Nhưng mà không biết mùa nào nước lớn không biết, chứ mùa này nước cạn quá. Mùa này thì nước rất là cạn, nên lồi những con đá lên hết sức là lồi lõm lên hết sức là nhìn hết sức là đẹp luôn. Đó, nước vẫn chảy nhưng mà ít nước. Đó, hiện tại là chỗ này nếu mà xuống được là tắm cái đá nè, giống như có một cái con khác ở đây nè. Đó, chỗ đó đó. Rồi, anh em nào cũng đam mê thì cho mình xin một cái đăng ký kênh của Mobile Hub Xuyên Việt nha. Cung đường mòn Hồ Chí Minh hết sức là đẹp, mình phải đi để trải nghiệm để biết Việt Nam mình đẹp lắm mà. À, nhìn hết sức là lý tưởng không? À, cái đường nó sẽ chạy dài qua bên kia luôn. Trên đường đi là những cái chỗ đẹp như thế này mình sẽ quay là chia sẻ lại cho anh em. Chào anh em. Đây là đường mòn Hồ Chí Minh nha, hết sức là tuyệt vời luôn. Có những đoạn cũng đẹp mà có những đoạn xấu lắm. Nói chung là nhìn rất là hùng vĩ nha, hoang sơ. Giao thông thì cũng ít, chạy đường cũng rất là thoải mái, tuân thủ các tín hiệu giao thông là được rồi. Đó, nhìn rất là mênh mông luôn. Giờ đây là nỗi khổ của những anh em mà đam mê du lịch mà không có tiền mua xe mới nha. Do mình đi xe cũ nên trục trặc dọc đường là chuyện bình thường. Đó, mình bị xì cái ống hơi từ trục bô mà nó thổi qua bên két nước mát đó, đang cho làm đẩy hơi gió đó, giờ mình phải mua mà đồ mẹt thì mua là hơi khó. Dạ. Giữa cái chỗ đường Hồ Chí Minh nên đồ mẹt lại càng khó hơn nữa. Về những thành phố lớn thì nó dễ rồi nên mình phải chế. Đó, mình nhờ anh Thợ Tiện này chế nha. Nói chung là mình phải có kinh nghiệm để chế đồ, chế cháo rồi, chứ còn thực tế cái đồ thì mua nhiều khi nó không có đâu. Những vùng sâu xa lại khó kiếm đồ nữa. Đó, mình phải chế cái ống tiếp như thế này nè. Nhà theo tiện rồi anh chế rồi. Giờ mình đã chạy, làm xong thành công, nó thành công. Đó, anh làm mất hết một buổi sáng á, chắc cũng cả 2 tiếng hồ. Vừa để mua đồ, vừa để chế. Đó, đây là cái ống hơi của mình đây. Nhờ cái ống này nó mới thổi được. Nó mới thổi cái hơi, thổi hơi từ chục bô thổi qua, đẩy cái lực mạnh nó xì ra thì xe mình chạy không nổi thôi, lên dốc rất là yếu. Hành sơ bãi xe uống ngủ hành sơ bị che nắng, bị chối nắng này. Ngủ hành sơn thành phố Đà Nẵng nha. Đây là đi thang máy 15.000 rồi, giá vé là 50, hiện tại là chưa có bán vé. Giá tham quan 20. Nghe nói vậy anh em làm bán nói vậy chưa có bán vé. Còn khuyến mãi á. Sao? Thấy lộ bộ đi mấy đâu. Anh cho nó đi thằng máy lên. Thôi, đi nó ngắn ngủn mà, đi vô cho biết cái hang. Chặt con đâu chứ là bây giờ nó 12 con giáp á Biểu. Kìa mấy người xấu là nằm dưới đưa tay lên kìa Biểu. Con cũng yêu đâu. Ô, bước vô đây mát liền thấy chưa? Thổi đi Biểu. Ghê, lớn không?
Đi đi, đi trước đi. Nơi đây vào tháng 8 chấm 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 chấm, ai đọc bấm lại đứng. Qua trời luôn, nguyên một cái động. Cũng giống giống phong nha kẻ bàn. Hả? Cây cân. Qua trời, quá quy. Chỗ này nó có cái hang thông lên trên núi luôn nè. Giếng trời nè. Cột cây nó mắc rưỡi luôn kìa. Như cái giếng trời luôn à. Mưa là chỗ này ướt nè. Chưa, để mẹ đi con. Mẹ ngồi đây cho. Ba. Đấy, xuống đây. Ô, hang luồn lách nữa. Ô. Mắc cái gì mà mắc. Đúng đúng chỗ xài cây kèn luôn không? Biêu. Đúng chỗ xài cây kèn luôn á. Bên này gì? Này kêu bạn gì vậy? Hả? Này là ngũ hành sơn. Nó ngũ hành sơn. Đấy, cái thang máy nó chạy lên này. Sao nó chạy mình vậy? 15.000 một lượt. Sơ đồ tham quan thấy sơn. Nếu nào có câu thì sẽ bấm đứng lại. Norway, Norway ở đây gồm có 4 thứ tiếng: tiếng Việt Nam, tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc và tiếng Trung Quốc. Như vậy là đủ biết rồi. Đủ biết cái gì rồi. Đây là khu vực vô thang máy. Là để chú này. Bị chói nắng. Hồi nãy anh tưởng thang máy không à, anh tưởng đi thang máy mà. Ai nhà đâu thang máy thiệt. Đó, thành phố Đà Nẵng nè. Nhẹ ăn đi bộ ha. À, đi một vòng gì xuống đó đâu quá à. Đi xuống lại được không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây sẽ có một cái ngôi tòa tháp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tháp Xá Lợi, thang máy, chùa Linh Ứng, động Tàn Nhân, chùa Tam Thai. Này, dành trên mấy tấn đầu chùa nha. Này là kéo đồ ở dưới lên xây dựng chùa. Đây là một cây mai kiển ha, cây mai hình chậu. Chim kêu dựng hú quá trời luôn ha. Giờ đi ra trên này hả? Ừ. Trên này là đi ra. Đi ra luôn á. Đó. Giọng hải đại. Lại là một câu nói hết sức là ấn tượng. Đừng lấy đi gì ngoài những bức ảnh, đừng để lại gì ngoài những dấu chân. Tóm lại là đừng có hé bẻ, đừng bỏ gác lại. Đây là giọng hải đại. Nói vậy nó mới sợ. Hả? Có một cái hang. Ồ, cái hang. Rồi, lên đây bao nắng luôn. Những cái bậc lẫm chởm lẫm chởm. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp thiệt không? Đá này người ta tạc tượng nè. Đà Nẵng thì dồi dào loại đá này. Ồ, đỉnh đi đường nó đường xuống luôn. Ồ. Một cái view. Một cái view Đà Nẵng. Dạ, yeah, yeah. Họ mình đi qua đỉnh bên kia nữa nha. Nhìn này giống như Phan Xi Păng nha. Tưởng tượng. Động gì? Động gì quên đâu? Quyền thông. Động quyền thông hả?
Đá này đá cẩm thạch không nha. Đá toàn đá quý không à. Động Hoàng Thi Hoàng Nghiêm. Động Hoa Nghiêm. Đây nè. Ồ ồ. Xuống đi. Nó đi. Đây là nơi được vương vị trường cường hoàng quan trọng trong thời gian hoạt động cách mạng kháng chiến chống Mỹ. Dạ. Bom lén nó thủng. Mưa mà nó dội trên đây xuống đây. Em biết rồi nhưng mà giờ nó dội. Đây đây có thì hiện nay có hai cái câu sửa nó lọt nhục xuống thì thưa lại được hiện nay để xuống là câu có cái này câu nó có cái này cái con nó có cái này.